Ôi, băng đêm là hơi ghê nha các bạn. Và mọi thử thách cũng chỉ mới bắt đầu. Thôi mới vừa nói xong mà nó cắt luôn rồi các bạn ơi. Đây mưa nè. Đứa em mình nó hỏi là ở đây có chốt giao thông không các bạn. Mình cũng không biết luôn. Đèo hết mấy đồ này xuống. Có tôm, thịt và có con gà nữa. Bếp 5 năm nay thì khách hàng thùm lem nha. Rồi, bên đây sẽ không có điện nha. Tất cả những đèn đóm đó thứ là mình phải mang theo hết. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái món tiếp theo nha. 2, 3, vô. Mời các bạn nha. Mời cà phê các bạn nha. Các bạn đã quay trở lại với kênh Vivu cùng Tăng nha. Hôm nay là ngày cuối tuần mà vừa rồi mình mới chạy ra khỏi trung tâm thôi. Quá trời kẹt xe rồi các bạn ơi. Lâu rồi mình chưa quay lại cái chuyên mục là đi cắm trại vào mùa mưa. Thôi giờ thử mình hôm nay mình đi cắm trại vào mùa mưa thì sẽ như thế nào. Và thử coi là cái buổi camping này thì có những điều gì đang chờ đợi chúng ta. Thì Tăng mời các bạn mình cùng đón theo dõi video nha. Đợt này đi thì ngoài hai vợ chồng mình thì có hai đứa em mình nữa. Hai đứa em thường hay đi chung với mình á. Mình ghé mình lấy đồ nè, chuẩn bị đồ các thứ. Rồi chạy ra đây. Xong rồi hai đứa nhỏ thì nó hẹn nhau ở mà ngã tư Hữu Đức. Bây giờ mình đang chạy ra ngã tư Hữu Đức đây. Bầu trời thì có vẻ là u ám lắm. Không có mà nắng. Lúc hồi sớm mà đi xuất phát mình đi thì trời nắng. Tưởng đâu là hôm nay là sẽ có một hôm là trời nắng để mình cắm trại. Nhưng mà chạy ra đây thì bắt đầu là trời tối om rồi. Đen thùi lùi rồi. Không biết kết quả sẽ như thế nào đây. Mấy hôm rồi thì Sài Gòn nó mưa quá các bạn ơi. Chạy đoạn nữa mình mới tới ngã tư Hữu Đức. Là tới vị trí mà hai đứa em mình nó đứng đợi trên đó. Mùa này mà ai mà đi Vũng Tàu thì quá là phê luôn. Đi dính mưa xong rồi xuống dưới rồi ngắm mưa xong rồi đi về. Mùa mưa là ở nhà là cách tốt nhất thôi. Nhưng mà mình chơi ngược đời. Lâu lâu mình lại nổi hứng lên thì mình đi cắm trại. Đồ đạc mình đem theo là y như là đi về quê luôn các bạn. Hai bên hai cái liều, hai cái thùng, một thùng sao, đồ ăn, thức uống, rồi đồ đạc tùm lum la nữa. Rất là nhiều luôn. Đây mình quay sơ cho các bạn xem đồ đạc nè. Hai cái túi đồ này là đồ đạc mang theo. Còn rất là nhiều đồ khác nữa. Hãy tí chạy tới đi mà xuống vị trí địa điểm đi. Để đồ xuống đi mình sẽ quay sơ cho các bạn cái con xích thố mình nó mang theo bao nhiêu đồ trên người nữa. Rồi mình đã chạy tới ngã tư Hữu Đức rồi các bạn ơi. Mà có vẻ là đang lắc gắt vào hộp á. Nguy cơ cao là có thể là dính trận mưa này rồi. Mùa này thì đi cắm trại là nguy hiểm lắm, hên xui lắm. Lâu lâu được bữa nắng thôi, còn lại hầu như là mưa là nhiều. Vào đúng dịp mùa mưa nhiều mà, làm sao mà chạy khỏi được. Hello, xin chào cả nhà. Mình đang đợi hai đứa em mình ở chỗ này nha. Chỗ này là chỗ nào? Chỗ này là ở trên đường. Đây là chiếc xe hồ của nhà. Chở rất là nhiều đồ. Nhưng mà hiện tại mình đang thấy là yêu quái sắp tới rồi nha cả nhà. Không biết là trời có mưa hay không. Để mình review sơ bộ cho các bạn xem đồ mình đem ngày hôm nay nha. Đấy, ngoài cái con chiến mã mình ra thì mình có 3 cái thùng nè. Một thùng đen, 2 thùng trắng. Một cái bàn gấp gọn nè. Hai cái liều nè, hai cái liều này là hai chồng mình và hai đứa em mình. Với một cái tấm bạc lớn nè. Hai cái túi hông để đồ. Bầu trời thì có vẻ là ui rồi, đang thùi lùi rồi. Mà ngặt nổi cái áo mưa thì mình bỏ tuốt ở dưới cái thùng trắng vậy nè. Thôi kệ đi, dân chơi sợ gì mưa ơi.
mưa quá thì mình tìm chỗ mình trốn thôi. Bây giờ mình sẽ đứng đợi cho hai đứa nhỏ mình chạy tới, sau đó mình sẽ chạy tới địa điểm mà mình cắm trại. Địa điểm cắm trại của mình hôm nay thì nó cũng là lạ đó, nó không giống như các địa điểm trước mình cắm trại buổi. Còn địa điểm đó địa điểm nào thì mời các bạn cùng theo dõi video của Tăng nha. Rồi hai đứa em tới rồi này, bây giờ là chuẩn bị là mình đi nha. Em đợi mấy anh, em đợi anh chị từ hồi 12 giờ mấy á. Rút điện là đi gọi đúng không? Tại vì anh chị 12 mấy á là soạn mấy cái đồ thịt kia nở vô thì rồi gàn đồ nữa. Lúc em điện chị Tình là chị Tình kêu là chị chuẩn bị đi, là em nói rồi phải cỡ tiếng rưỡi. Đúng rồi. Tới đây. Tính điện hai đứa là thôi ở đó có nào gần gần nó nghỉ ngơi tí đi rồi anh chị ta tới rồi điện. Em vô bên con. Chứ có công quay đợi công lâu đó. Rồi ok giờ anh chạy nha. Có đeo mưa không? À rồi. Rồi chào cái nào ha. Ok các bạn ơi, giờ xuất phát đi thôi. Let's go. Giờ này là 2 giờ 40 rồi. Chạy xuống dưới tầm khoảng chừng em đi làm ngày nào nó mưa đó. Gì hả? Có đeo mưa không? À gì ok. Sợ là không đeo mưa theo mưa á. Em nói bộ hay không? À gì được. Cái địa điểm campin này thì mình cũng tham khảo thôi. Xong sau đó thì mình mới tìm hiểu rồi mình mới đi. Chứ trước giờ mình địa điểm này mình cũng chưa đi lần nào. Nó là cái con thác nha các bạn, chứ không phải là ở biển nha. Hồi trước á mình đi hay đi cắm trại bụi á, là mình đi ra hồ cốc hồ tràm mình cắm trại. Còn bây giờ thì mình sẽ vô khu cắm trại và trải nghiệm thử xem như thế nào. Nghe đâu chỗ này cũng thu phí là 50k đến 70k một người á. Thì mình đến đó thì mình sẽ hỏi giá cụ thể chưa ra làm sao. Để mình trải nghiệm thử coi. Nếu ok và mọi thứ nó ngon lành á thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Còn mà mình thấy bình thường thì chẳng có gì đặc biệt hay là nó giá cả như thế nào không phù hợp thì mình chỉ chia sẻ điểm vui chơi thôi, không có chia sẻ cụ thể. Mục đích chính mình đi chơi cũng vậy mà, chi phí vừa phải và mọi thứ mình tương đối là ok, trải nghiệm là chính. Nên những gì mình chia sẻ thì có thể là phù hợp với các bạn nào thích đi phượt bụi như mình. Rồi tới cái đoạn kẹt xe ngã ba Vũng Tàu rồi các bạn ơi. Khúc này kẹt xe thì khỏi nói rồi, nghe cái dịp cuối tuần nữa còn kẹt ác nữa. Kẹt xe quá, kẹt xe quá. Nghe cái điểm nóng đó lúc nào cũng kẹt xe hết trơn các bạn ơi. Không biết cái xe các bạn đi mà Vũng Tàu rồi ngay cái dịp cuối tuần má ơi nó chạy gì kinh gì trời, thánh thần thiệt chứ. Không biết các bạn đi vào Vũng Tàu vào dịp cuối tuần thì kẹt xe như thế nào, chứ mình đi cái ngã tư đó mà Vũng Tàu đó lúc nào cũng kẹt xe. Hy vọng là chạy cái tuyến quốc lộ 51 này tới Vũng Tàu thì bầu trời nó sẽ ui ui như thế này, chứ mưa là phê lắm nha. Đi chơi mà gặp mưa là hơi bị su cà na đó, là thành cái chuyến campin bất ổn. Đi trên đường là ngã giao Mỹ Xuân nha các bạn. Đoạn đường này thì mình cứ chạy thẳng thôi, thì sẽ chạy tới cái thác Hòa Bình nha. Không biết nữa. Anh đâu biết đâu. Cứ chạy thôi bình thường thôi, đường này anh thấy ít mà. Đứa em mình nó hỏi là ở đây có chốt giao thông không các bạn. Mình cũng không biết luôn, cứ chạy thôi. Vào chạy mấy cái đoạn đường mà cây xanh này nhìn đã ghê, mà nó mát nữa, cảm giác đỡ nóng cực kỳ. Còn không biết các bạn sao chứ mình đi gặp mấy xe tải lớn với mấy container mình ớn lắm.
Một là mình chạy hút luôn, hai là mình chạy theo đường thẳng luôn chứ không có chạy mà thấy sát sát đó. Đó là cái kinh nghiệm của mình khi mình chạy xe trên đường, và đặc biệt là những tình huống giao thông là mình gặp xe lớn mình cứ né hết. Đây các bạn có thể nhìn thấy các bạn không, là hướng là chỉ thị trấn Ngãi Giao nè, còn bên tay trái là đi Long Khánh nè, thì mình cứ đi thẳng rồi nha, ở đây mình cứ đi thẳng hoài luôn. Nãy mới chạy ngang cái đoạn đường mà người ta rang tiêu hả các bạn, rang tiêu hay giả tiêu gì đó, thơm cực kỳ, ra tới đường mà còn thơm nữa. Để mình check cái bản đồ này cho chắc các bạn ơi, để chạy hồi lạc á. Để anh coi bản đồ lại một cái, để hơi sợ nó lạc. Để mình coi bản đồ lại một cái nè. Rồi đúng đường rồi các bạn ơi. Tại Nghi Chăn ngã ba mình sợ chạy lạc đường á, nên mình dừng lại mình kiểm tra cho nó chắc. Lần đầu tiên mình đi cái tuyến đường này vô cái khu Cambin này, nên mình phải chạy cho nó chắc. Rồi mình qua cái vòng xoay Bùng Binh lớn ngay chân trung tâm huyện này, mình sẽ đi thẳng nha. Giờ cứ ăn đường thẳng mình chạy hoài thôi. May ghê á, vừa đoạn đường này vừa mưa xong rồi các bạn, thấy nó ướt đường không? Hên đó, chứ mình đi sớm tí nữa là mưa rồi. Thời tiết này thì cái chỗ nắng chỗ mưa mình không có lường trước được. Mùa này đi phượt hay đi chơi đâu là cũng hên xui lắm các bạn. Mưa thì kiểu như anh dư là mưa mây rồi mưa theo khu vực nữa. Có khi chạy cả tuyến đường, chỗ này mưa, chỗ kia không mưa. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thẳng vào cái khu Thác Hòa Bình thôi, tìm vị trí cho chính xác, xong cái mình vào đó mình cắm trại nha. Kiểu này giống như là mình đi vào giữa thiên nhiên luôn các bạn. Xung quanh là cây cối không à, rất là yên tĩnh luôn. Thì từ đầu ngoài lộ chạy vô đây khoảng mấy trăm mét á, gần cả cây số hay sao. Đây nó có bản chỉ dẫn nè, Thác Hòa Bình nè. Đây là Thác Hòa Bình, còn mình đi thẳng là Hòa Bình, là khu Cambin Hòa Bình. Khu qua đây yên tĩnh ghê luôn ha. Xa xa mới được có một cái nhà. Thác này thì các bạn đi ô tô vào thoải mái nha, không có vấn đề gì hết. Wow, ban đêm là hơi ghê nha các bạn. Chạy ngang đoạn đường cao su nè. Ôi, cao su không à. Rồi mình đã chạy tới cái khu vực là Cambin nè. Đó, đây có nhiều ô tô nha. Đây, để mình quay phía trước. Rồi đậu xe thôi. Ô tô xe khách Cambin. À khu này thì rất là nhiều chỗ khu cắm trại luôn nha các bạn. Mình nên hỏi kỹ. Ở mình đợi chút xíu nha, để mình check địa điểm cái rồi mình sẽ đi vào nha. Mình tưởng này có khu 1 nhưng mà rất là nhiều khu. Rồi ok, mình đã đến vị trí rồi. Vị trí cắm trại này nè, là ở phía sau. Còn ở đây là các dụng cụ mình mang theo nè các bạn. Tới đây hên quá là cũng có mưa. Mưa nó dăng nè. Đây mưa nó dăng là dơ hết rồi nè. Nhưng mà dù sao cũng có sụn cũng đỡ hơn. Hai cái liều và đồ đạc với em mình nó mang theo đây. Khu này là cũng hơi mưa mưa nha. Hồi sáng là cũng có mưa hay sao đó. Mưa à. Rồi xe mình y như cái xe thồ luôn. Rất may là mình đến vị trí này thì bầu trời buổi chiều nó cũng không có mưa, nên rất là may mắn luôn. Đó, nên một cái lưu ý là các bạn là khi đi vào đây á, thì mình nên hỏi trước nha. Thì địa điểm này là cũng may á, là mình đã có thông tin trước đó rồi và mình đã gọi trước, chứ mà công mình vào đây thì có chèo kéo. Thì đồng ý là khu cũng có thể là như nhau đó, nhưng mà mình không thích cái kiểu mà vào đây cứ chèo kéo người kia. Thì cái điều đó là mình cực kỳ không thích khi vào khu vui chơi và giải trí nữa. Bởi tại sao mình thích ở nơi hoang dã và ở nơi mà
thiên nhiên hơn. Nhưng mà vào đây giờ nó không còn khu thiên nhiên gì lắm các bạn ơi. Kinh doanh hết rồi. Nên bắt buộc phải chấp nhận thôi. Các bạn mình thì đang tìm vị trí để cắm trại. Nó sẽ có hai khu nha. Là một khu là sẽ có điện và một khu sẽ không có điện. Ở khu bên phía bên đây thì có điện nè, còn khu vào phía bên kia thì không có điện. Các bạn có thể nhìn thấy không, có đang nước chảy nè, nước ở suối. Theo mình tìm hiểu thì nước này là từ sông Ray chảy xuống nha, đó thác này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hạ đồ xuống, đem hết mấy cái đồ này xuống. Và sau đó là mình sẽ di chuyển qua cái vị trí mình để đồ cắm trại nha. Rồi, ok, đã lấy đồ xuống hết rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua vị trí cắm trại nha, để coi các bạn mình để đồ như thế nào rồi. Và cái khu vực vị trí mình hạ trại thì có ok không nha. Đây, những cái khu vực nước đầu tiên. Đi ngay tàu này nha. Nước này, nước đó khá nhỏ rồi. Còn khu bên kia thì là có mấy cái liều có sẵn, thời gian khác. Đây, đây là vị trí của mình sẽ cắm trại. Hồi nãy hồ á, nó chốt bên kia. Bên đây có sẵn rồi. À, cũng được á, nhưng mà đi qua đi qua. Còn nước. Mà nó là khu riêng mình luôn đúng không? Nhưng mà nó không có rễ cây. Ừ. Bên nó thoải mái hơn anh. Bên nó thoải mái. Mọi người tính toán như thế nào lại đi. Em thấy phương án đi qua đó không khả quan á. Giờ hôm qua kia thì lột đồ qua đi, lấy cái đồ là mang dép đi rồi mình đi qua. Thì lột cái quần luôn. Rồi ok. Giờ chuyển qua bên khu vực cái cây đó đúng không? Cái nổ mình sẽ chuyển qua bên đó đi, qua bên băng qua con suối đi. Trước khi tối. Cơ bản liều đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Đây hai cái liều đây. Hai cái liều màu đỏ chót nè. Khu bên đây là không có điện nha. Bên đây là nông thôn, mình thường thường cắm trại là ở nông thôn không à. Còn bên đây là thành thị nè. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Suối, nghe tiếng suối. Bên kia là đèn đốm đầy đủ, bên suối. Rồi ok, bây giờ mình sẽ di chuyển mấy cái đồ bên kia qua đây ha. Và tắm rửa rồi chuẩn bị BBQ tối nay thôi. Đây xin giới thiệu với các bạn là sau khi một buổi chiều lây hoay thì mặt trời xuống rất là nhanh luôn nha. Rồi bây giờ mình tới công đoạn là mình sẽ chuẩn bị đồ ăn thức uống nè. Đây có tôm, có thịt và có con gà nữa. Sau khi một buổi sáng mình đi chợ mình chuẩn bị, mình đang ở một cái ốc đảo nha. Mình sẽ cập nhật tình hình xung quanh bán kính của mình. Hiện tại là cái khu vực này chỉ có hai cái liều của anh em mình thôi. Còn bên đây là thành thị nè, người ta rất là nhiều cái liều đồ ăn thức uống rất nhiều. Hai bạn mình thì đang siêu que đúng không em? Ở đây có một cái đặc điểm các bạn là đây là rất là nhiều con bồ hông luôn, và buổi tối thì có hay có muỗi nha. Quay trở lại chủ đề chính nè. Các bạn có thể nhìn thấy gần không, là mấy con tôm nè, mấy miếng thịt nè, siêu que nè. Có đứa em mình nó nói là chắc kia bự quá lâu chín. Đó là tàu bếp tăng tăng nay bị khách hàng khùm lên nha. Rồi, chú kinh nghiệm lần sau là chắc còn bự hơn nữa. Trời dễ nướng luôn, khách nguyên tảng luôn. Review sơ bộ cái hộ, hay là món gì đó hộ? Thì thịt nướng với tôm nướng à. Bà cảm... chỉ, sáng mua bà chỉ đúng không? Bà chỉ á. Cảm nhận của hộ là ở khu này như thế nào? Cho anh chút ý kiến coi nè. Ở đây hả? Ở đây nó nói chung là nó cũng còn vắng nhiều, nhưng mà cái dịch vụ ở đây nó
nó không tốt lắm. Ừ, chắc chăm chú vô cái khu nào mà cái khu mà người ta cho thuê á. Đúng rồi. Chăm chú bên đó nhiều hơn. Ví dụ bên đây câu cái bóng điện hai bóng điện nó sáng dọc dọc cái khu tự túc cũng được. Đúng rồi, cái khu mình thì là không có đèn nha. Cái đèn đó là cái đèn đó là mình đem theo nha. Cái đèn đó đèn mình đem theo, còn khu này là không có điện. Ô, mình đậu mình bắt đèn một xíu thôi, rất là nhiều mấy con phiêu thăng nè. Rồi trở lại chủ đề chính là để mình chuẩn bị đồ ăn thức uống xong mọi thứ ok hết rồi mình sẽ lên món nha, rồi mình thưởng thức rồi sau đó thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nha, chia sẻ về vị trí này. Thì cơ bản là đánh giá buổi chiều ở đây được cái là nó rộng rãi hơn tí thôi, chứ về chất lượng thì mình đánh giá tạm ổn nha. Rồi các bạn ơi, sau khi mà mình đã nướng được một lát rồi thì đây là kết quả nè. Cái món này là của đầu bếp Mr. Hồ. Ngon bộ. Tôm rất là ngon. Rồi mình mời các bạn dùng bữa tối nha. Đây là khung cảnh mà cái này để lát nữa ăn bờ ở bụi đây. Đây, ăn bờ ở bụi. Ở tối ngủ điểm ấm chăn im thì không chịu, thích ra đây chơi với mũi với dế. Rồi Hồ ăn thử. Hồ ăn nào, nãy giờ ăn Hồ mấy miếng rồi? Em mới ăn được một miếng à. Sao ăn em gu vậy, ăn không có mà là bị đói bụng tập trung ăn. Này là mình giải quyết đợt một nha, mình ăn tráng miệng đợt một nha. Ăn xong mình đi tắm suối nè. Giờ suối thì có Hồ chắc không thấy rõ đâu, giờ này mình tắm suối đi. Xong rồi sau đó mình sẽ ăn cái tập 2 nha. Sao nó cháy giống bóng đèn quá vậy trời. Sao đó. Tại vì em thấy da nước của nó luôn cho nó đỡ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ giới thiệu cái món tiếp theo nha, là cái món gà nè. Con gà này mình mua có hơn 1 kg à. Lúc làm ra được tròn 900g hay sao á. Là tổng cộng mình đi chợ hôm nay á, là mình mua con gà này là 120.000. Cái phần nướng rồi đó. Thịt hồi nãy á, là khoảng 150 đi. Cơm ký 140. Đó tổng cộng anh đi chợ chỉ có mấy trăm ngàn à. Dư mấy cái rau rồi trái cây linh tinh. Thì buổi cắm trại của anh em mình á, thì đồ ăn thì không có nhiều. Gửi xe thì ở đây là cũng tính luôn nha. Khu vực này thì là mỗi người sẽ tính là 70.000, 4 người là 280, và là 40.000 gửi xe nữa, là qua đêm nữa là 320. 10.000 nước đá. Thêm 10.000 nước đá nữa. Rồi, bạn này cảm nhận như thế nào ở khu cắm trại như thế này? Có những điểm nào mà được ở đây và không được ở đây? Để có cái nhìn khách quan không? Được, đây là có nước ngọt để tắm. Còn là không được nữa. Cũng không có, ví dụ như mình đi cái ngày bình thường thì chắc cũng vắng khách. Thì nếu như mà ai muốn đi kiểu mà ít người á thì mình sẽ đi vào ngày thường, còn muốn mà đông vui thì đi ngày cuối tuần thôi. Còn khu bên đó thì lại có rất là nhiều cái sự lựa chọn, ví dụ như là mình làm một cái option là đầy đủ hết thì người ta cũng có cho mình luôn. Cố chế liệu 10 người, 15 người gì đó là cũng có, tùy theo giá cả của mình thôi. Nhưng mà riêng một mình đi cắm trại á là tất cả là đều là tự cung tự cấp hết, nên mọi thứ rất là bình dị bình dân. Đây là liều này mình thuê nữa, mình chưa tính vào chi phí, thì mỗi cái liều mình thuê là 90.000 một ngày, hôm nay và tới ngày mai mình trả lại mỗi cái liều. Liều này cũng bự lắm á, liều này là 3-4 người, hai liều là mình mang đi theo. Đây. Đó là cái mình có một chút chia sẻ về vị trí cắm trại này của mình. Thì ở đây giống như là cái ốc đảo nhỏ nhỏ vậy, hai bên là thác chảy nè, nước chảy xung quanh ở đây. Còn khu vực mình cắm trại ở đây, được cái là khu này mình riêng, mình không có chung với những cái nhóm và cái liều lớn bên kia. Nhưng mà ngược lại thì bên đây sẽ không có điện nha, không có điện, không có gì hết. Tất cả những đèn đóm các thứ là mình phải mang theo hết để mình chuẩn bị. Cũng may là mình đem theo cái đèn này, chứ không có thì cũng tới hù là mình khó là xoay sở ở khu vực này. Rút kinh nghiệm là các lần sau mình cắm trại bụi á, thì mình sẽ đem một cái đèn lớn hơn, và thậm chí là mua một cái đèn dự phòng pin như thế này để mình có thể cắm trại nó tốt hơn.
Còn ai mà có gu cắm trại bụi như mình thì chuẩn bị sơ bộ những cái món này, ví dụ như bàn gấp gọn nè, bếp ga mini nè, rồi cái vỉ nướng nè, nướng nè đó, rồi thùng nước đá và những cái đoạn linh tinh, và những cái chén ly nhựa hoặc là những chén ly có thể gấp gọn vào trong. Mình muốn chơi cái môn này thì cũng gọi dạng là mini thôi, không có thường xuyên và cũng không có chuyên sâu lắm, nên những đồ đạc mình làm là hầu như là mình tập hợp, mình gom lại, mình có gì mình dùng đó. Nên các bạn có thể nhìn thấy buổi cắm trại mình thì cũng đơn sơ lắm, nó không có chuyên nghiệp lắm đâu. Rồi bây giờ tập trung chuyên môn là con gà nè, mình sẽ nướng, sau đó thì mình sẽ qua đây mình dùng ít bia, mình cũng mua một ít bia nè, đây cho các bạn cùng xem. Là mình cũng có mua ít bia Sài Gòn nè, và có một ít bia gì đây của đứa em mình mua đây, thì cũng vài lon vậy thôi, uống chiêu chiêu rồi dùng bữa tối ở đây. Đó là sơ bộ cái buổi cắm trại của ngày hôm nay của ông mình. Và mình cũng góp ý cho các bạn một xíu điều là về đi cắm trại tự túc thì mình nên lựa chọn những khu nào mà nó an toàn tí, và nó có gọi là cái khu cắm trại nó sẽ ok hơn. Chứ mình cắm trại bụi, mình vào những khu nào quán hóa thì nó cũng nguy hiểm ha. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung vào chuyên môn mình phá mồi nha. Rồi xin mời các bạn nhập tiệc. Đây nó, đây là những món mình đã nướng trước rồi nè, là thịt heo nè, rồi tôm nè, trái cây nè, đó, có ít thanh long rồi kia nọ, sáng mai mình sẽ tiếp tục triển khai cái món tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ nhập tiệc nha, mời các bạn. Không thấy lạnh luôn nè. Bây giờ mình cũng ly xong, mình mời mọi người luôn nha. Em mua ba vị luôn, được nước đào với lại sô kim của bia Sài Gòn không? Đấy, đây là bia Sài Gòn đây. Sài Gòn, chi chiêu. Đây là dưa hấu. Nước dưa hấu. Rồi, bắt đầu 1, 2, 3, vô. Mời các bạn nha. Uống giống như mà chị Tin nữa ha. Áo đỏ nè. Nhưng mà thơm nhẹ nhẹ vậy đó, nó có vị cống theo ấy. À, ok, đi im. Đây, đây là món thịt heo. Thịt gà thử coi. Thịt gà đi. Thôi, thịt gà không? Ăn theo nó chừng rồi. Mày như vậy. Đấy, đấy. Hai đứa ăn thử gà, thử coi nó vừa. Nó dở không thì combo nên anh về nốt lại. Cái ông hớt đó anh dẹp lắm. Anh cắt cổ luôn. Không cần tao làm Mỹ, không làm nghề làm bếp nữa. Ờ. Chỉ đi qua hang sang phá mồi. Mọi người vào sáng mai nha. Sang Bình Minh được không? Bye bye. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vivo Quân Tăng nha. Một quay cảnh buổi sáng. Khu vực mình cắm trại nè. Đây có cái hang nè. Vị trí hồi tối mà mình quay không thấy rõ cho các bạn xem á. Thôi cả đêm mình ngủ là nghe tiếng suối vì rào đúng không các bạn, nó chảy suốt luôn á. Đây còn cái hướng mặt trời nè. Mặt trời lên là hướng bên đó nè. Nhưng mà bị khúc mấy cây thì mình không thấy rõ được. Đó, cái này là ốc đảo nha, ở giữa là ốc đảo. Hai bên là có hai cái đường nước nó chảy. Hồi tối có mưa đó, vị trí hồi tối có mưa, nhưng mà cái điều này không ok, không sao, mưa cũng không lớn lắm. Rồi bây giờ mình sẽ kêu các bạn mình thức dậy, xong mình sẽ làm một ly cà phê, rồi sau đó sẽ ăn sáng và vui chơi ở đây. Rồi sau đó là mình sẽ thu gọn đồ đạc, trở về lại với cuộc sống hiện tại thôi, đi làm tiếp tục. Các bạn ơi, mình mới phát hiện ra một cái cây này mà hồi tối tới giờ mình cũng không thấy rõ, bây giờ mình mới thấy nè. Đây, nó chảy nè. Nhìn sơ sơ thì giống như cái tóc á, nhưng mà
chắc không phải là trái cóc rồi hả? Nè, cái này là trái gì đây? Tôi không biết luôn. Nhìn có vẻ thì giống như nó trái cóc, nhưng mà không giống lắm. Mọc rất là nhiều đây luôn nha. Sôi rồi, mình sẽ tiến hành mình làm ca cao uống nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình pha ca cao nha. Đây là một ca cao mình mang theo nè, rồi một ít sữa tươi nè, sữa đặc nè, rồi ít đường nè, còn cái lọ này là lọ cà phê không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của mình. Đây, có phin pha cà phê nữa đây, để tí mình sẽ pha cà phê sau, giờ mình sẽ pha trước ca cao nha. Mình sẽ cho một lượng nước vừa phải, mình pha vô. Một cái ấm này chỉ được có một ly thôi. À, bây giờ mình sẽ đánh mà cacao nha. Mình làm cacao nóng nha. Đây là ca cao sau khi mình pha nè, còn này là cà phê. Đây, mình đang pha cà phê rồi, mời cà phê các bạn nha. Cà phê buổi sáng. Và cái món ăn của mình chuẩn bị sáng nay nè là cá mồi và bánh mì sandwich nha. Thì mình ăn xong thì mình sẽ tắm ở đây, rồi sau đó mình sẽ thu gọn liều chạy nè và trở về lại Sài Gòn thôi. Ăn mì tôm ấy thêm nóng. Đây là bữa ăn sáng của mình. Cà cao, rồi cá mồi và cà phê với bánh sandwich. Đây có ly mini nè. Bánh mì sandwich cá mồi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi tắm nha. Xong rồi sau đó mình sẽ về lại Sài Gòn nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Bye bye.